Các bạn có hiểu cái ý ở chỗ này không? Có nghĩa là nhé, trong cái nghệ thuật ấy thì cái định giá của nó hơi ngược, và cái đối tượng mà định giá để quyết giá mua bán ấy, nó hơi ngược so với các cái hàng hóa thông thường. Tất nhiên là khi mua bán ấy thì cái người chủ ban đầu, cái người có cây ấy, thì vẫn có quyền đưa ra giá, đúng không? Và cái người mua vẫn có quyền trả giá. Thế nhưng mà cái việc định giá thì nó lại phụ thuộc hoàn toàn vào bên mua. Tất nhiên bên bán có cái lý của bên bán. Thế nhưng mà để quyết được cái giá mua thì lại là do bên mua. Nó không có cái đơn giá thị trường rõ ràng. Đấy, nói thẳng luôn cho bạn một câu cho bạn dễ hình dung. Các bạn đừng nghĩ là trong cái cảnh thuật ấy, có giá thị trường. Nó về cơ bản cũng có đấy. Thế nhưng mà nó chỉ là một cái yếu tố rất nhỏ thôi. Nó không quyết định nhiều. Và cái mà quyết định để mua bán ấy, ra cái giá mua và giá bán ấy, thì phần lớn nó là thỏa thuận giữa bên bán và bên mua tại cái sự vụ, tại cây, tại thời điểm đó. Nó khác hoàn toàn với lại những cái hàng hóa thông thường nhé. Hàng hóa thông thường thì nó sẽ có đơn giá thị trường. Đó, ví dụ như hai đơn vị sản xuất cùng một cái hàng hóa thì cái giá bán về cơ bản lệch nhau sẽ không được nhiều, chắc chắn. Thế nhưng mà trong cái nghệ thuật nhé, không có như thế đâu. Kể cả hai nhà vườn có cùng một cái cốt phôi tương đương nhau, tôi đang nói tương đương nhau nhé, nhưng mà tại sao giá bán này hoàn toàn khác nhau? Khác nhau hoàn toàn luôn. Cái điển hình, cái minh chứng nó là như này. Cùng một cái cốt phôi từ vườn A chạy sang vườn B bán một giá, đúng không? Từ vườn cũng cái cốt phôi ấy, mà nó lại chạy sang vườn C bán giá hoàn toàn khác nhau. Và hai cái ông chủ vườn A, vườn B và vườn C này nếu cùng đàm phán mua với lại ông chủ vườn A sẽ đàm phán hai cái giá hoàn toàn khác nhau, và là có khi lệch nhau rất chi là nhiều luôn. Tất nhiên là ở ngoài các cái hàng hóa khác thì cũng đàm phán cũng lệch nhau, nhưng lệch nhau không nhiều. Nhưng mà trong cái cây này đàm phán lệch nhau hoàn toàn luôn. Ví dụ nhé, có thể một cái cây, một cây cũ một cây, ông vườn B có thể đàm phán để mua với giá 200, nhưng ông vườn C có khi đàm phán mua với cái giá là chỉ 100 thôi. Thế bạn có hiểu đến nguyên nhân tại sao? Nguyên nhân là như này, là cái trình độ về cây cũng như cái tầm ảnh hưởng của hai ông vườn B và C khác nhau hoàn toàn. Thế đâm ra là cái định giá của hai ông khác nhau. Thế còn cái việc mà ông cái vườn A này, ông quyết bán cho cái ông nào thì dễ với ông ấy thôi. Đây là một. Cái thứ hai là nhiều khi chưa chắc cái ông đàm phán mua giá cao mà đã mua được, mà có khi lại bán cho cái ông giá thấp, chuyện bình thường. Thế nên là các bạn hay trong cái kỹ thuật nha, các bạn hay thấy cái tình trạng như này. Một ông vườn B với một ông vườn C cùng đàm phán một cây. Ông vườn B đang trả giá là 200, ông vườn C đang trả giá 150. Thế cái ông vườn A này, ông bán cho cái ông 150 chứ không bán cho cái ông 200. Thế là cái ông 200 đang đàm phán 200 với lại cái vườn A không được, mà cái ông vườn B này, cái ông vườn C này lại mua được cái giá 150. Thế cuối cùng ông vườn B lại quay sang đàm phán với cái ông vườn C giá 200 để mua của ông vườn C, chứ lại không mua được cái ông vườn A. Nhiều lúc các bạn cảm thấy nó nghịch lý, đúng không? Nhưng thực tế nó là thực tế trong cái nền nghệ thuật luôn. Mà tôi nói cái này là tôi nói mua bán thật nhé, chứ tôi không nói là mua bán ảo và anh em làm giá đồ gà, không phải. Cái này mua bán thật luôn. Thế nên rất nhiều trường hợp là một cái cây mua trực tiếp của nhà vườn A không được, mà phải quay sang vườn C, vườn D xong bắt đầu mới mua được. Nó có rất nhiều lý do ở trong cái đống mua bán này để gây ra cái tình trạng như vậy. Thế nhưng mà nó là thực tế của cái thị trường.
Thì bây giờ tôi lập luận từ nãy đến giờ để các bạn hiểu cuối cùng bản chất các bạn mua bán của cái cây nghệ thuật là gì, là các bạn mua bán cái tính nghệ thuật hiện tại của cây hoặc là trong tương lai. Cái tính nghệ thuật của cây có nghĩa là cái cây này nó đã hoàn thiện rồi, không cần phải làm gì nữa, thì chính là cái giá trị nghệ thuật của cái cây hiện tại. Thế còn nếu là một cây phôi thì nó sẽ là mua bán cái giá trị nghệ thuật có khả năng làm được trong tương lai. Đấy, cái bản chất của cái buôn cây cả nghệ thuật là các bạn buôn cái các bạn buôn cái giá trị nghệ thuật của cây hoặc là của phôi, chứ không phải là các bạn đơn thuần mà các bạn chỉ buôn bán cái cây, đúng không? Nếu buôn bán cái cây nó chỉ đơn giản là bây giờ cao bao nhiêu, to bao nhiêu, đúng không? Cái được bao nhiêu tay rồi, mức độ hoàn thiện đến đâu, đúng không? Đấy, nếu mà nói đo cân đong đo đếm một cái cây. Thế còn là cái sâu xa trong cái buôn cây cảnh nghệ thuật ấy, nó là buôn cái giá trị nghệ thuật của cái cây cây của cốt phôi ở tại thời điểm hiện tại hoặc là tại thời điểm tương lai. Và cái tương lai của cây nó là như nào? Đấy, chính là do cái đánh giá của người mua về cái vấn đề này để người ta đưa ra cái quyết định mua hay không mua, chứ không phải là do bên bán. Còn cái việc bên bán có nói hai bằng giờ, có vẽ ra hai bằng giờ mà cái người mua người ta không hình dung ra được, người ta không định hướng để làm được như vậy thì không mua bán được đâu. Người mua người ta sẽ không quyết mua đâu, không xuống tiền đâu. Còn trừ trường hợp nha, người mua người ta trình yếu, người ta thực sự tin tưởng bên bán thì bên bán nói nhà người ta nghe. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện là mua bán 1 triệu nha, không tính. Tôi đang nói là cái mua bán là mua bán 2 triệu cơ. Bên mua cũng có quyền quyết, bên bán có quyền quyết, bên mua có quyền đánh giá, bên bán có quyền đánh giá, và hai bên mặc cả song phẳng nha. Đó. Thế thì cái căn cứ của mua bán trong cây nghệ thuật nó là cái giá trị nghệ thuật hiện tại và tương lai của cây. Chấm hết. Thế thì từ cái đánh giá về cái giá trị nghệ thuật, tức là cái tầm hiểu biết của từng người tham gia, thì nó sẽ quyết định cái giá để mua bán. Và nếu mà cái người mua người ta đánh giá đúng và người ta có khả năng người ta làm được theo cái hướng như vậy thì người ta thắng. Còn nếu người ta trình nghệ thuật kém, xong người ta đánh giá sai hoặc về người ta không làm được, hoặc làm cái bị chết, người ta thua. Nên cái câu chuyện mà khi mua bán ấy, một cái cây mua xong bán dưới giá mua là chuyện bình thường. Một cái cây mua với được giá rất thấp nhưng bán với giá cực kỳ cao, cao hơn có khi hàng chục lần, hàng trăm lần là chuyện bình thường. Trong cái nghệ thuật, cái nó có. Nên cái chuyện mà siêu lợi nhuận trong cái cảnh nghệ thuật là có, và cái câu chuyện bán nhà vẫn là trong câu chuyện trong cái cảnh nghệ thuật là có, không bao giờ có chuyện không có. Nên tôi nói với các bạn nhé, cái buôn trong cái cảnh nghệ thuật cực kỳ khó, nó là buôn nghệ thuật, mà nghệ thuật này là nghệ thuật sống chứ không phải nghệ thuật tĩnh nhá. Nghệ thuật tranh này, nghệ thuật điêu khắc này, nó đều là nghệ thuật tĩnh. Có nghĩa tĩnh là sao? Có nghĩa là khi sản phẩm nó hình thành rồi thì về cơ bản nó sẽ giữ form dáng và mãi mãi cũng như vậy. Tất nhiên là nó sẽ có hỏng hóc theo rồi xuống cấp theo thời gian, nhưng về cơ bản là nó cũng thay đổi gì. Thế nhưng mà cái cây nó khác, cái cây cảnh thuật nó khác, nó còn thay đổi, kể cả cây hoàn thiện rồi nó vẫn còn thay đổi, chứ đừng nói là cây phôi hay cây bán thành phẩm. Thế cái việc thay đổi này nó có thể theo hai chiều hướng là tốt lên hoặc là xấu đi, đúng không? Thế bây giờ nếu mà tốt lên thì nó sẽ tăng giá trị, còn nếu nó xấu đi sẽ giảm giá trị, đúng không? Thế bây giờ muốn tăng giá trị, bây giờ phải làm nào tốt lên? Mà muốn tốt lên được thì các bạn phải làm, hoặc là thuê người làm, thuê người giỏi làm, đúng không? Thổi hồn vào, làm đẹp lên, tăng giá trị lên, đúng không? Tăng giá trị nghệ thuật lên ấy, thì cây nó lên giá thôi.
Còn nếu mà ví dụ các bạn không biết làm mà cũng không thuê được người tốt mà về cứ làm lung tung tung phá hỏng cây giảm giá trị, mà trong trường hợp nhất nhé, mà các bạn làm cây nó chết đi với mó, có nghĩa là mất hoàn toàn giá trị. Đấy, tôi phân tích ở đây các bạn đã hiểu về bản chất chưa? Nên cái buôn trong ngành cây nghệ thuật nó khó rất nhiều so với buôn các cái sản phẩm khác, khó cực kỳ. Nên nhé, các bạn cứ nhìn này, khi vào cây nghệ thuật thì, lúc người chưa vào hoặc người mới vào rất hồ hởi. Thế nhưng mà tôi nói thật các bạn, vào một thời gian bập vào, tiền xuống nhiều, cây về nhiều, bắt đầu nó mới một loạt các vấn đề nó nảy sinh ra. Mà những cái vấn đề nảy sinh ý, kể cả người trước người ta có nói các bạn cũng chưa hình dung ra, đến lúc vào mà thực tế mới biết. Còn ví dụ như bạn nào mà để ý mà tìm hiểu nhiều thì cái trục trặc nó ít nhưng vẫn có nhé. Còn bạn nào mà tơ xong bắt đầu cứ xem hoa xong rồi vô vùng vào thì kinh khiếp luôn, kinh khiếp luôn. Đơn giản là sau một thời gian vào thị trường thì nó sẽ thanh lọc luôn là những ai có khả năng trụ được và phát triển, còn những ai có khả năng tồn tại ở mức gọi là leo nghe, còn những ai sẽ chết, có hết. Chỉ các bạn chỉ vào sau một vài năm lộ hết luôn, và những ai sẽ rút ra khỏi thị trường đó. Thế thì cái bản chất của cái việc mà thành công thất bại này, nó là các bạn không hiểu được cái khi vào là các bạn làm trên cơ sở nào, các bạn buôn bán trên cơ sở nào, cái tiêu chí cho cái dòng sản phẩm ý nó là cái gì. Thế đâm ra nhỉ, là các bạn đánh giá sản thôi. Đây những cái clip này của tôi làm, chúng tôi ekip chúng nó hoa tàn của tôi làm thì tôi thấy là nó sẽ tác động đến một số anh em trong thị trường cây, và nó tác động tốt cũng có mà xấu cũng có, và cũng sẽ có những nhà vườn lớn người ta không thích và không muốn kênh chúng tôi phát triển, bởi vì lý do là nó ảnh hưởng đến cái miếng cơm miếng áo của người ta, cái chiến lược của người ta chắc chắn. Thế đâm ra là nói thật là nhiều lúc cũng áp lực phết. Thế mà thôi, đấy là câu chuyện bên ngoài thôi. Còn cái định hướng của kênh của chúng tôi thì về cơ bản nó cũng sẽ xuyên suốt, sẽ không thay đổi nhiều. Mục đích là làm sao mà cho những member theo dõi kênh, những member trung thành, các bạn có những tư duy tốt trong kênh, và các bạn dần dần các bạn có thể chủ động làm được kênh. Thế còn là cái chất lượng làm đến đâu, cái tư duy nó tốt, nó hiệu quả đến đâu cho các bạn về vấn đề tiền bạc, vấn đề kinh tế, vấn đề sự nghiệp, vấn đề công việc, thì nó phụ thuộc vào cái năng lực của các bạn vậy thôi. Chứ còn nói thật là chúng tôi cũng chỉ nói được một những cái gì mà nó là những cái chung nhất. Thế còn là áp dụng trong từng tình huống như nào, từng người như nào, từng giai đoạn nhỉ, thì đấy là cái việc của các bạn nhé. Chúng tôi sẽ không làm được, nhưng về cơ bản chúng tôi sẽ công tâm nhất trong điều kiện có thể, kể cả về sau cái giai đoạn mà lập chợ thế thôi, thì chúng tôi cũng sẽ làm nào mà để cho khi các bạn mà chuyển cây đến để mua bán, các bạn mua các bạn bán, thì về cơ bản nó đều là những cái mà nó có giá trị thật chứ nó không ảo. Thế còn thật đến đâu thì tùy đánh giá từng người nhé. Đây là hiển nhiên rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin chào.